đồng đạo hoặc nhờ ông giải câu văn này. Mê cũng tự mình mê, tỉnh cũng do mình tỉnh, mê tỉnh vốn tại tâm, tỉnh mê không tại cảnh. Rồi, kính thưa quý vị, bữa nay cũng tiếp tục cái chương trình bàn giải giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và chân lý của đạo Phật. Có đồng đạo hỏi cái đoạn này, mê cũng tại mình mê, tỉnh cũng tại mình tỉnh. Kính thưa quý vị, mấy câu này thì của Ngài Thanh Chỉ, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tỉnh mê cũng tự mình mê, tỉnh cũng tự mình tỉnh. Thí dụ như bây giờ, ở trong cái cõi trần này, mà mình mê đắm danh lợi tình, quy quyền phú quý, tiền bạc vật chất, rồi mình đeo đắm theo đó, mà mình bị khổ đau, bị luân hồi sinh tử, đời đời kiếp kiếp không thoát ra được, thì cũng tại mình mê. Bây giờ may mắn gặp Phật ra đời, gặp đạo dạy cho mình tu, gặp thánh nhân xuất thế để mà chỉ nẻo con đường thoát tục ra khỏi biển khổ sinh tử, thì nếu mình nghe như vậy mà mình tỉnh, mình thức, mình không mê nữa, mình quyết chí tu hành, mình tìm đường giải thoát, mình sẽ thoát ra khỏi cái cảnh khổ này. Rồi đọc thêm nữa. Mê tỉnh vốn tại tâm, tỉnh mê không tại cảnh. Đó, rồi lên câu thứ ba là mê tỉnh vốn tại tâm. Đó, bây giờ mình thấy sắc đẹp, mình nghe âm thanh, mình thấy cái gì ở trước mắt mình có hình tướng, mình ưa thích, mình ưa mến, thì cũng tại cái tâm này. Còn nếu mình không ưa thì cũng tại cái tâm này. Chính vì cái tâm nó ưa mến, nó thích ưa, nó mới tạo nghiệp, rồi mới sanh ra luân hồi sinh tử khổ đau. Chính vì cái tâm nó sanh khởi đủ thứ, nó mới rối loạn con người mình, có thể xa lạ đủ các thứ hình tượng của vạn vật. Rồi bây giờ mình xét cho kỹ lại, tại mình mê chứ không phải tại cảnh. Nghĩa là cái núi nó không bắt buộc mình phải thích nó, cái nhà nó còn không bắt buộc mình phải thích nó, sắc đẹp nó không phải kêu mình phải thương nó, danh lợi nó cũng không rủ quên mình phải theo nó, mà tất cả đều tại cái tâm mình. Mình thấy cái đó, rồi mình ưa thích nó, rồi mình mến chuộng nó, rồi mình theo nó, để rồi mình bị khổ vì nó, chứ không phải do nó. Vì vậy mà dù tính dầu mê gì cũng đều tại tâm tất cả. Và tâm và cái gì? Hôm nay tôi giải cái tâm để cho mọi người dễ hiểu, dễ tu. Thật ra nó không có gì xa lạ hay là ghê gớm lắm đâu, mà nó thực tế là cái đang có của mình. Thấy sắc đẹp thì tôi liền biết sắc đẹp, đó là tâm. Nếu tôi mê sắc đẹp thì cái tâm mê sắc đẹp, thì vị sắc đẹp nó đã nó sai khiến, nó hành hạ tôi phải khổ suốt đời, phải luân hồi sinh tử. Trái lại, tôi thấy nhà cao cửa rộng cũng là cái tâm. Cái biết này ứng dụng cho tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, mà tôi mến nó thì tôi bị nó làm cho tôi khổ sở suốt đời. Trái lại, tôi thấy nó mà tôi không mê, không mến nó, tôi biết nó là tạm, nó là không thật, tôi lo cái sự giác ngộ tu hành, tìm đường giải thoát, thì đời đời tôi sẽ được an vui hạnh phúc. Thành ra mê tỉnh thì cũng tại tâm chứ không phải tại cảnh. Cái ý nó là như vậy. Đại khái bốn câu thi trên, cái đại khái của nó là mình phải giác ngộ, biết cảnh đời giả tạm, chán nản để tu hành thì mình hết khổ. Nếu cái tâm mình còn ưa mến, còn thích thú tạo nghiệp thì đời đời luân chuyển khổ đau. Kính thưa quý vị, đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Kính thưa ông Nam, có vị đồng đạo này hỏi, một người giàu với một người nghèo, ai giấu giếm, ai khoe khoang? Xin Nam giải đáp. Kính thưa quý vị, có một đồng đạo hỏi, trong hai người, một người thì nhà giàu, một người thì nhà nghèo,
ai là người giấu giếm, ai là người khoe khoang. Kính thưa quý vị, về điều này thì tôi cũng lấy cái tâm lý ở đời mà nói, mong quý vị lưu ý cho. Thường thường á, cái người nhà nghèo á là tâm hồn luôn luôn thích cái lời khen mình giàu, mặc dù không được giàu nhưng mà lòng họ luôn luôn khao khát ưa muốn cái giàu. Cho nên vì vậy mà miễn có của có tiền chút đỉnh thì đem khoe khoang, cho tôi là được khá, được có của có tiền có tài sản. Vì vậy mà luôn luôn là như vậy. Còn cái ông nhà giàu, nếu thiệt giàu á thì ông giấu, ông không bao giờ dám khoe khoang. Là vì sao? Nếu thiên hạ biết mình giàu thì sẽ bị ăn cướp đánh, hay nói một cách khác hơn, đi lang thang á, thì có khi bị bắt cóc. Vì vậy mà nếu thiệt ông nhà giàu á thì không bao giờ khoe giàu, mà nếu cái ông nhà nghèo mà luôn luôn có chút đỉnh là khoe giàu. Cũng như tôi kể câu chuyện có cái cô này, cổ là tiệm vàng, mà đi đâu á thì cổ đeo vàng giả không. Tại vì tiệm vàng đi đâu thì có cái tớp mà bọn ác nó theo rồi. Nếu mà nó biết tiệm vàng ra thế nào cũng đeo vàng vòng đồ quý. Cái bữa đó sao vô tình bọn ác nó làm theo, nó thấy đeo vàng cổ nó giật. Cho nó giật nó chạy, cái cổ cười, cổ nói mấy thằng bay mù con mắt, vàng giả đó chứ giờ thiệt đâu mà giật. Cái cuối cùng nó quê, cái nó liền cái chiếc dây chuyền lại, cái nó bỏ đi đó. Cái người thiệt nhà giàu ta không bao giờ dám nói tôi giàu, mà ta giấu cái giàu. Còn trái lại cái ông nhà nghèo thì lại ham giàu, đi đâu cũng khoe. Thôi tôi xin kể thêm cái chuyện vui để cho cái giấc trưa này quý vị nghe không có buồn ngủ. Có một cái anh chàng này nghèo khổ, may ra mà ngăn được khá chút đỉnh. Sắm được một bộ đồ đẹp, cái mặc vô, bộ đồ mới mà đẹp đó, mặc vô trong mình, cái tự mình lại kiến xem nắm nhía, rồi thấy cái bộ đẹp quá, khoái trong mình quá, cái mới nghĩ ra đi khoe khoang, để từ lâu mình nghèo mà đâu có ai biết mình có đồ đẹp mà mặc. Rồi cái anh đứng đi ra giữa đường, anh đứng, anh cho người ta nhìn cái áo đẹp với cái quần đẹp của anh mới sắm được mặc. Vô tình có cái cô này á, cổ mất một cái bầy gà, cổ chạy đi cổ kiếm, cái gặp cái anh này đứng giữa đường, cái cổ mới hỏi chú có thấy bầy gà có thương chạy đây không. Thì cái anh này anh nói, cô ơi, từ hồi tôi mặc cái đồ mới đẹp này á, tôi không thấy bầy gà lần nào. Đó, cái câu chuyện vui mà nó có cái hơi thức cười. Người ta đi kiếm gà chứ đâu phải người ta đi xem đồ đẹp đâu, mà ông đem đồ đẹp khoe thì cái chuyện đó đâu có ăn nhầm vào đâu. Mà tự nhiên ông hãnh diện trong mình, ông cũng đem khoe khoang tôi mặc đồ đẹp. Cái ý như vậy là muốn nói cái người đời. Rồi bây giờ đem cái chỗ này mà mình nói đến cái người tu. Đó, thường thường tôi nói rồi, tất cả đồng đạo, tất cả đồng bào, những người trí thức đồ để ý. Cái người tu cũng vậy đó, nếu họ tu chưa có nên thân gì, họ biết đạo chút ít, họ tìm hiểu ba cái bắt chước học lóm rồi đó, thì những người đó đi tới đâu cũng khoe khoang tôi là đạo hết đó. Đi tới đâu cũng nói tỏ ra cho người ta biết tôi là người tu, tôi là người thông minh, tôi là người đạo đức, ai học hỏi thì tôi dạy cho. Nhưng mà rốt cuộc thì cái người đó không biết gì hết đó, mới có bắt chước nhấp nhem gì với ai ba cái. Trái lại, nếu cái người tu hành mà thiệt tình thông minh, thiệt tình sát chúng, thiệt tình ngộ đạo, thì giống y như cái ông nhà giàu đó, đi đâu cũng giấu, rồi không dám nói tôi thông minh, tôi không dám nuôi tôi ngộ đạo, mà nói đứng ra cho cái ông thánh ông tiên rồi xuống khỏi trần này cũng vậy đó. Không dám bao giờ xin tôi là thánh là tiên, đức thầy là Phật, mà cũng xin khùng xin điên đó. Nếu xin thánh xin tiên đó, thì cái tớp yêu quỷ nó gặp nó cũng giết liền rồi, chứ nó không có để. Nó thành thử là thiệt thánh tiên, thiệt chân chánh, thiệt sáng suốt, thiệt thông minh, thì luôn luôn giả ra là ngu dại, là thông thường, là khờ khạo, không hiểu biết gì hết. Trái lại, những người học lóm ba cái, những người dốt nát không hiểu gì hết, biết được chút lĩnh thì đi đâu cũng khoe khoang, cũng tỏ ra người thông minh, mình ngộ đạo, lên dọn dạy đời. Vì vậy mà trên đời mình có cái hiểu như vậy để cho cuộc sống mình được chững chạc, được an vui, được bình thường, không có bị khó khăn rắc rối. Kính thưa quý vị, tôi cũng giải đáp ý nghĩa hai cái câu trên, đến đây kết thúc.
Dạ, xin ông Năm giải tiếp cho đồng đạo này hiểu bốn câu giảng. Nhắn cùng bổn đạo khắp đâu đâu, dạng vật từ nay luống thảm sầu. Áo não thương đời đa đói khổ, ưu buồn trăm họ vẽ vài câu. Kính thưa quý vị, tiếp theo là đồng đạo hỏi các bài thi. Nhắn cùng bổn đạo khắp đâu đâu, dạng vật từ nay luống thảm sầu. Áo não thương đời đa đói khổ, ưu buồn trăm họ vẽ vài câu. Các bài thi này cũng trong quyển Thi Văn Giáo Lý của Đức Thầy ở đoạn trước đầu. Nhắn cùng bổn đạo khắp đâu đâu, tức là đây là cái lời kêu gọi, cái lời nhắn nhủ tất cả tín đồ bổn đạo, rồi nói chung những người tín đồ mới quy y, mới vào đạo đều được gọi là bổn đạo. Khắp đâu đâu tức là khắp các nơi, không phân biệt chỗ nào hết, ở đâu cũng vậy. Nếu là người có quy y có đạo gọi là bổn đạo, Đức Thầy nhắn gửi cho mọi người được biết cái điều này. Rồi tới dạng vật từ nay uống thảm trầu đó. Dạng vật từ nay là chuyện nào? Kính thưa quý vị, danh từ từ nay tức là kể từ ngày ra đời, kể từ ngày Đức Thầy ra đời là đệ nhị thế chiến bùng nổ, bắt đầu thế giới rơi vào cái cảnh thảm sầu, cả thế giới chết 27 triệu người, và còn nước Việt Nam mỗi cái bệnh dịch tả, miền Nam chết hơn 1 triệu người, còn miền Bắc chết đói hơn 2 triệu người. Đó là cái câu mà Đức Thầy báo tin, dạng vật từ nay luống thảm sầu. Rồi bây giờ thảm sầu chừng nào mới hết? Xin thưa rằng chưa hết đâu. Đó là đệ nhị thế chiến, cái cuộc thảm sầu nó còn kéo dài cho tới bây giờ. Đó, bây giờ cũng có bệnh dịch tả nữa rồi, cũng giống như hồi thời xưa rồi. Rồi bây giờ tai nạn xảy ra, bão lụt, chiến tranh đủ thứ hết rồi. Nó có thể lan diễn còn hơn hồi xưa nữa, chứ nó đâu hết thảm sầu. Dạng vật từ nay luôn thảm sầu, áo não thương đời đa đói khổ. Đó, Đức Thầy vì cái lòng thương đời, vì lòng từ bi mà áo não, mà lo buồn, mà khổ sở cho chúng dân, mà tìm cách cứu khổ diệt khổ. Vì vậy mà chúng sanh đương bây giờ đa đói khổ. Đó, cái bệnh dịch này lan tràn khắp nơi trên thế giới, thì cả thế giới hiện giờ không biết bao nhiêu nước, nước nào cũng phải bị đa đói khổ hết. Không đi mà ăn được, không làm việc gì được, mà phải đau, phải nghèo, phải đói, phải chết, đủ thứ hết. Làm sao mà không khổ được. Vì vậy mà áo não thương đời đa đói khổ. Như vậy là đã đến rồi, đã đa đói khổ rồi, bệnh dịch tới rồi, tai họa tới rồi, thì chỉ còn một con đường tối hậu là Đức Thầy khuyên chúng ta phải ráng tu hành, phải ráng làm lành bánh dữ, phải ráng trở nên một con người lương thiện, tốt đẹp, giúp đời, hầu có cái phước đức mà ơn trên Thượng Đế ân xá cho mới được sống cái cơ tận diệt này. Còn nếu không tu, làm ác thì chắc chắn là phải bị tiêu diệt theo cái luật tuần hoàn. Đức Thầy nói đó đó rõ ràng sắc đề luôn, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt đó. Nếu hiện bây giờ chúng ta có lòng tốt, giúp cho đồng bào, giúp cho dân chúng, giúp cho những nghèo khổ, giúp cho những người đau ốm, thì chúng ta có cái công đức, cái phước duyên đó, thì ơn trên sẽ ân xá bất tử căn và có thể cứu ta sống để dự hội long hoa, để được tiến lên cái đời thượng quân thánh đức. Trái lại, chúng ta làm thêm tội ác, làm thêm điều hung dữ, hại đời, giết người, cướp của, giật dọc chẳng hạn, thì nhất vậy là chúng ta phải tận diệt theo cái cơ tận diệt của cuộc đời sắp tới đây. Áo não thương đời đa đói khổ, ưu buồn trăm họ dễ dài câu. Đó, Thầy nghĩ đến cái chết chóc thảm sầu của nhân loại chúng sanh cái thời kỳ tận diệt này, vì cái lòng ưu buồn thương xót như vậy mới viết những cái câu thi này để kêu gọi, để thức tỉnh mọi người nên tiếp tục tu hành để thoát khỏi cái cơn khổ đau tận thế. Kính thưa quý vị, qua đề tài vừa qua tôi trình bày đến đây kết thúc. Kính thưa ông Năm, có người hỏi: người tạo ác, người làm lành, ai là người sợ chết, ai là người không sợ chết? Xin ông Năm giảng. Kính thưa quý vị, tiếp theo có đồng đạo hỏi một cái đề tài: một người làm ác với một người làm lành, ai là người sợ chết, ai là người không sợ chết?
Kính thưa quý vị, bây giờ trước hết là tôi nói cái sự nói thực tế hiện tại bây giờ ở trong đất nước Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đều đồng một cái lý chứ không khác. Với một người làm ác hiện tại, họ giết người, cướp của hay làm cái gì gây tai hại cho đồng bào, cho dân tộc đó, với những người đó khi mà họ làm rồi thì họ sợ chết, họ sợ tù, luôn luôn trong lòng họ rai rứt, họ đau khổ, về nhà đi trốn, mà trốn cũng không nguyên, đi ngủ cũng không ngủ được, luôn luôn lòng họ cắn rứt hoài hơn là xa địa ngục. Đó đó là nói thực tế. Còn với một người làm lành, hiện giờ họ có tiền, họ bỏ ra để giúp cho dân đau khổ, họ có tiền, họ bỏ ra để giúp cho dân nghèo nàn, họ có thuốc men gì, họ đương giúp cho dân bệnh tật, họ có cái quyền lực gì, che chở cho đồng bào, họ có thế lực gì, giúp đỡ cho dân tộc, thì những người đó luôn luôn là an vui hạnh phúc, về nhà ngủ ngon, đi đâu ai cũng là hoan nghênh, cũng chào đó, chứ không bao giờ có cái buồn bực rai rứt và có cái sợ chết, sợ tai nạn gì cả. Đó là nói thực tế. Còn bây giờ tôi xin nói lại lời của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật nói á, cái kẻ hung ác, cái kẻ làm 10 điều ác đó, sát sanh đạo tặc và dâm lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ, thì luôn luôn sợ chết cũng như tù mà vô ngục. Bị gì nghĩa là ở ngoài thì sung sướng, vô ngục rồi thì bị khảo tra đánh đập, bị đói khát, bị tử hình rồi chẳng hạn. Vì vậy mà cái người làm ác luôn luôn sợ chết như tù vô ngục. Còn trái lại, cái người làm lành, cái người làm lương thiện, biết thương người, biết giúp đời, vừa làm những việc từ thiện, tránh tất cả đều độc ác, vừa quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, làm những việc lợi ích cho dân, cho nước, cho nhân loại, cho chúng sanh, thì cái người đó luôn luôn là được hạnh phúc an lạc, luôn luôn là không sợ chết, là vì biết rằng tương lai của mình chết sẽ sanh lên cõi trời, sẽ lên nơi cõi tiên, được hưởng phước, được hạnh phúc hơn mang cái xác thân giả tạm này, hơn cái cuộc sống ở cõi trần này. Vì vậy mà cái người hung ác thì luôn luôn là sợ chết, sợ tai nạn, còn cái người lương thiện thì luôn luôn là vui vẻ, hạnh phúc, không bao giờ sợ chết, không bao giờ sợ tai nạn, mà nếu chết đến thì vui vẻ ra đi chứ không từ chối gì hết. Nếu trước khi chết họ làm được việc nghĩa, việc tốt giúp đời thì cái công đức đó sau khi chết được hưởng đời đời không khi nào mất. Kính thưa quý vị, bây giờ mình nói một chuyện đơn giản thôi. Xưa có một người nghèo, có một người đàn bà nghèo khổ, mà vì kính trọng Phật pháp, bữa nọ Đức Phật đương thuyết pháp cho các chư tăng đệ tử nghe, mà cái bà này thấy trước mặt Phật ngồi hơi tối, không có sáng mặt để cho đệ tử chiêm ngưỡng cái đức hạnh của Phật, chiêm ngưỡng cái ánh từ quang của Phật, cho nên bà mới về nhà đem lại một cái đèn dầu và mới đốt để ngay trước mặt Phật cho mọi người chiêm ngưỡng. Chỉ có như vậy thôi, mỗi ngày bà đều làm như vậy. Sau khi bà già ấy chết, cái phước được sanh lên cõi trời làm một vị vua trời, tiên đế, mà nó hơn các vị vua trời khác cái chỗ là ổng ngồi đâu luôn luôn trước mặt có một dần hào quang và cái ánh sắc rực rỡ. Còn các vị trời ở cõi trời khác, vị tiên đế khác thì cũng là cái phước lên cõi trời có ngai vàng rồi như vậy, nhưng mà không có ánh sáng như cái ông vua tiên đế này đó. Vì vậy mà quý vị thấy, chỉ có một cái bình dầu nhỏ thôi mà với cái lòng thành vì đạo pháp, vì giúp ích cho đời, nâng cấp cho Phật cũng như người đạo người tu, mà cái công đức cái bà già nó được cao cả, được phước đức như vậy. Kính thưa quý vị, tôi nhắc thêm một cái sự tích để đóng góp thêm cái đề tài vừa qua cho nó được phong phú thêm. Đến đây xin kết thúc. Ông Nam ơi, có một bài thơ này con đọc cho ông Nam nghe. Dò sông, dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Vậy lòng người như thế nào mà người ta chẳng đo được vậy ông Nam? Xin ông Nam dạy. Kính thưa quý vị, cái câu ca dao, dò sông, dò biển dễ dò, chớ ai lấy thước mà đo lòng người. Người đồng đạo muốn hỏi lòng người như thế nào mà khó đo như vậy. Cũng như tôi nói thêm câu nữa, cái lời ca dao nói rằng lòng người như lòng biển, lòng biển á,
thì tuy rộng lớn nhưng mà chứa nhiều giông bão, còn lòng người thì nhỏ hẹp nhưng chứa nhiều gian xảo. Vậy mà có thể lấy thước mà đo được. Rồi cái trường hợp này, có người hỏi Đức Thầy, cái câu chuyện này tôi xin nhắc để mình xác định cho nó sáng tỏ vấn đề hơn. Có người hỏi Đức Thầy, trong sách nói tri nhân tri diện bất tri tâm, biết người biết mặt khó biết lòng. Bây giờ làm sao mình biết được trong tâm người ta tốt hay người ta xấu, người ta lành hay là người ta dữ như thế nào? Đức Thầy nói cái đó dễ lắm, chứ không khó gì đâu. Móc túi cái đưa cái đồng bạc ra thì biết được lòng người đó. Hồi xưa thì nói đến đồng bạc là đồng bạc kỳ hay là cái đồng bạc ông Bảo Đại hồi xưa đó, đồng bạc Gia Long rồi đó. Còn như bây giờ thì nó dễ hiểu hơn, móc túi đưa cái đồng đô la ra cái này biết liền à. Thành ra vì vậy mà cái ý nó rất hay. Bình thường thì ai cũng tốt hết á, nhưng mà thấy vàng thấy bạc người ta bỏ lỡ rồi mình có ham không? Thấy của cải người ta để hở rồi mình có động lòng không? Vì vậy mà thấy vàng bạc thấy của cải mà không tham không động lòng, đó là cái trí nhân quân tử. Còn ngược lại, nếu cái người tiểu nhân còn ham muốn còn tham vọng thì bao giờ thấy của thì phải ham, thấy tiền bạc thì phải mất lương tâm, thấy đạo lý thì là còn để ý tu hành, mà trái lại bị tiền bạc mua chuộc rồi đạo lý cũng bỏ luôn, tu hành cũng bỏ luôn. Vì vậy mà cái điều đó hết sức quan trọng. Đây là thử thách của cuộc đời, mà ngay bây giờ là đang thử thách đó. Thử thách để làm gì? Thử thách cho đâu ra đó, tà ra tà, chánh ra chánh, ma ra ma, Phật ra Phật, đặng đức thì thầy về lập đời, thượng quân thánh đức thì khỏi cần phải lựa chọn nữa. Vì cái xã hội này lọc lựa, cái xã hội này đã lựa chọn rồi, đã thi cử rồi, bạc ra bạc, chì ra chì, chứ khỏi cần phải thi cử nữa, khỏi cần phải lựa lọc nữa. Bởi vì Đức Thầy một vị giáo chủ hết sức tuyệt vời, cũng giống như ông thợ bạc, giống như cái ông thợ xài cây, nói bây giờ ta dùng cây danh mộc, cây quý, thì bây giờ cây gì cũng sơn là danh mộc rồi hết, bào đẻo cho tốt. Nhưng mà ông thợ tuyệt vời là ông liền ra ngoài mưa, một thời gian 70-80 năm thì canh mộc, gáo chân bầu cà na gì thì đều mục hết, chỉ còn thừng tí danh mộc cầm xe cày chất cẩm lai rồi nó mới không mục, mới còn thôi. Vì vậy mà sau ngày ông chủ về thì cây nào còn thì dùng, cây nào mục thì bỏ. Thì bây giờ cũng giống như vậy, Đức Thầy dắt mặt một thời gian để thử thách tín đồ, để thử thách mọi người. Khi Đức Thầy trở về, ai sa ngã, ai rơi rớt, đâu ra đó hết. Những người nào chân cánh tốt đẹp thì vẫn chân cánh tốt đẹp, nghĩa là để vậy thì còn hoài. Nếu là danh mộc đánh thì nổi danh, chứ không bao giờ hư, không bao giờ mục, thì cái người đó là chân tu, cái người đó là chân chánh, cái người đó là trung thành với dân, với nước, với đạo pháp, thì chắc chắn Đức Thầy đem ra hữu dụng để giúp ích cho đời. Ngày mai sẽ tới tu hành tâm đạo một mai cứu đời. Kính thưa quý vị, qua đề tài trên đến đây kết thúc. Dạ thưa ông Năm, có bác này gửi email nhờ ông giải đáp giùm. Kính thưa huynh Năm, trong một bài giảng trên thơ văn Giác Ngộ Giải Thoát, huynh có đề cập tới từ Hải Triều Dương. Vậy Hải Triều Dương là gì? Xin huynh từ bi khai thị. Xin đội ơn huynh. Kính thưa quý vị, đồng đạo có xem tập thơ rồi có cái danh từ Hải Triều Dương, ý nghĩa đồng đạo muốn biết danh từ Hải Triều Dương là cái gì, thì hôm nay tôi xin trình bày nó có đầu có đuôi cho nó rõ ràng hơn. Sở dĩ những cái danh từ này có ra là do trong cái tập Quyền Ký của Như Lai, nghĩa là Đức Như Lai khi trước khi nhập Niết Bàn có để lại cái tập Quyền Ký, mà phần nhiều kêu bằng giáo ngoại Việt Kiền đó, do đó mà các vị tổ thương truyền chứ ít có truyền ra ngoài, cho nên trong 12 bộ kinh thì không có. Thành ra cái này là truyền riêng. Ngài mới nói về vấn đề mà Hải Triều Âm với Hải Triều Dương. Khi mà cái ranh giới của tam giới này, cái tam giới này ở trong cái thế giới của mình đang ở đây, thì ở bên đây là nó ảnh hưởng âm dương, mới sanh ra vũ trụ, sanh ra thế gian, rồi sanh ra cõi trần, rồi mới có cái sự tiến tâm,
la hét, trời rầm sấm nổ, bơm mai đạn lạc đủ thứ hết, cho nên nó ầm ĩ giống như cái tiếng sóng vỗ, mới kêu là hải triều dương hay là hải triều âm. Cái cửa của nó là cái ranh giới để qua cái cõi bên thế giới bên kia là Phật, nghĩa là cái đường hải triều dương đó, cái đường đi ra trở về thế giới Phật kêu là hải triều dương. Còn những người ở bên thế giới Phật mà chưa có công đức để mà tu đắc đạo đó, thì lần hồi cái đến đó mới qua cái cửa hải triều âm vào cái thế giới ta bà này, chịu luân hồi, chịu khổ sở, rồi giác ngộ tu hành mới lập công bồ đức, từ từ mới trở về cái cửa hải triều dương, mới qua thế giới Phật được. Cái ý là như vậy. Thành ra giữa cái ranh giới của cõi ta bà này và cõi Phật thì nó có cái chỗ hải triều âm và hải triều dương. Nếu cái người tu mà không nhận được cái đạo lý của tự tánh, không biết được cái chỗ kiến tánh thành Phật, tu theo cái pháp sanh diệt, tà dạy, tà chánh, phải quấy, Phật ma, đúng sai tội phước, chạy theo con đường đối đãi đó, thì nó còn sanh tử luân hồi gì, nó còn sanh diệt. Mà còn sanh diệt thì phải đi theo âm dương, có sanh phải có tử, thành trụ vậy không thì không thoát khỏi được. Còn người nào biết được cái chỗ này, trở về với cái lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết, tu thẳng với cái tánh giác ngộ thanh tịnh của mình, nghĩa là ngộ cái năng lực nhận biết là Phật, là mình, không khởi niệm phải quấy gì hết, luôn luôn sống với cái chỗ lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết, nó là Niết Bàn, nó là Cực Lạc, nó là vô sanh, nó là Phật. Niết Bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Nếu sống như vậy gọi là kiến tánh thành Phật, thì làm tất cả việc lành giúp cho đời, giúp ích cho người dân đương đau khổ, cái người bệnh hoạn ốm đau, đương chết chóc, đương thảm sầu, luôn luôn mình xả thân giúp đời, không còn nghĩ cho mình nữa, luôn luôn sống với cái tâm rõ ràng biết thanh tịnh, luôn luôn sống với tâm từ bi bác ái như Phật, luôn luôn sống với tâm giải thoát, không có tạo nghiệp luân hồi sanh tử, không gieo giống sanh tử là tham ái, là tham dục. Cho nên luôn luôn cái tâm thanh tịnh nhẹ nhàng, khi bỏ cái thân này rồi thì cái thân trung ấm không có, cho nên trở về với cái chỗ trung tâm vũ trụ, tức là đi theo con đường Phật tánh, rồi trở đến cái hải triều âm hay hải triều dương, rồi mình sang qua thế giới Phật, không bị luân hồi sinh tử, không bị đầu thai vào cõi trần nữa, luôn luôn được tịnh không đắc đạo. Cái nghĩa hải triều dương và hải triều âm đó là tu giải theo đại ý của Đức Phật giải ở trong cái tập Quyền Ký của Như Lai, chứ không phải là nói theo ý riêng của tôi. Để tôi góp ý trình bày cho quý vị, đến đây kết thúc. Kính thưa ông Năm, có vị đồng đạo này trước hết là chúc sức khỏe ông Năm, và sau đó gửi cho ông một bài thơ để nhờ ông xem coi có chứng đạo hay chưa. Hãy buông xuống những gì ta có, nhưng không buông cái có tự bao giờ. Nó trong ta phẳng lặng như tờ, nhìn không thấy như ta hằng có nó. Kính thưa quý vị, tiếp theo có đồng đạo gửi một bài thơ, tạm coi như là trình kệ cho tôi nhận xét coi cái sự tỏ ngộ tới cái bộ chỗ nào. Thì nhà đọc lại rồi tôi giải thích nha cái bài thơ. Dạ, hai câu đầu là: hãy buông xuống những gì ta có, nhưng không buông cái có tự bao giờ. Hãy buông xuống những gì ta có, cũng như bây giờ mình tạo ra được nhà cửa, tạo ra được vợ chồng con cái, tạo ra được danh lợi, tạo ra được chức phận, tạo ra được quyền quay, tất cả cái gì đương có đó thì hãy buông xuống hết, thì người tu giải thoát. Chứ nếu còn dính mắc cái vật chất, dính mắc cái ô nhiễm, cái bụi trần này thì không giải thoát được. Cho nên phải buông hết những gì ta có, là buông hết tất cả những cái đó. Rồi tiếp theo câu kế. Dạ, nhưng không buông cái có tự bao giờ. Nhưng không buông cái có tự bao giờ, tức là hồi cha mẹ mình chưa sanh ra thì mình đã có cái biết này rồi, có cái linh hồn này rồi, do đó mà mới gái vào thai mẹ mới sanh ra, thì cái đó nó đã có tự bao giờ, chứ không phải nó mới có ngày đây. Vì vậy mà cái đó là cái chân thật của mình, luôn luôn lặng trang sáng rỡ, rõ ràng biết, thấy liền biết, nghe liền biết, cử động gì mình cũng biết hết, không một gì qua mặt được cái biết đó. Cái đó là
cái có tự bao giờ bất sanh bất diệt, không khi nào mất được, gọi là chân lý vĩnh hằng. Sống thẳng với cái đó là giải thoát sanh tử, là thành Phật. Rồi được tới nữa. Dạ. Nó trong ta phẳng lặng như tờ. Nó trong ta phẳng lặng như tờ. Thí dụ như hiện giờ mình đem sáu căn, mình xây ra sáu trần, vui theo cảnh bên ngoài thì luôn luôn là nó ồn ào, nó náo động, nó rối loạn. Trái lại mình buông sáu trần, buông ngoại cảnh, xoay trở lại lòng mình thì luôn luôn thấy nó rỗng rang, sáng suốt, vắng lặng, không có một cái gì tiếng động, không có một cái gì ô nhiễm, không có một cái gì náo loạn cả. Nhìn không thấy như ta hằng có nó. Nhìn thì không thấy nó, nhưng mà lúc nào cũng có nó, không bao giờ nó rời mình. Ai động cái mình biết lao, ai nói cái mình nghe liền, tiếng phải tiếng quấy, gặp cái gì biết cái nấy, đau đớn khổ sầu gì cũng biết, buồn vui thương ghét gì cũng biết, không lúc nào là không có nó. Quý vị nào mà tu nhận được cái lý này mà trình như vậy thì tôi thấy rằng tạm gọi như là mình sơ ngộ, nghĩa là mình nhận được cái đạo thân. Thì từ cái chỗ sơ ngộ này là mình đã bước vào dòng thánh rồi. Thì từ từ mình tu tiến lên, dần dần đến giải ngộ, rồi đến đại ngộ, thì chừng đó hoàn toàn không còn sanh tử luân hồi nữa, gọi là kiến thánh thành Phật. Đề tài của đồng đạo vừa nói trên, tôi cũng góp ý với đồng đạo, đến đây kết thúc.